yêu là cưới. Rồi bạn phản ứng thì sao? Tự nhiên ảnh nói mấy câu đó, nhưng mà cái giọng thì rất là ngọt ngào nữa. Em thì em có thích nghe lời ngọt ngào, thích động ngôn tình. Xin chào tất cả mọi người. Thôi mời hai em. Mời hai bạn. Rồi, chào hai em. Dạ, xin chào hai anh chị MC. Thì em tên là Hoàng, hiện nay em 27 tuổi, em đến từ Quy Nhơn. Thì công việc hiện tại của em là nhân chuyên viên kinh doanh. Còn em? Còn em là Linh Như, em 25 tuổi, đến từ Đồng Nai, hiện tại em cũng làm nhân viên kinh doanh luôn. Hai bạn đều hiện nay là đều đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh hết hả? Có làm chung với nhau không? Tại làm chuyên viên kinh doanh chung á. Khác ngành nghề. Thế thì gặp nhau như thế nào? Trên Zalo á anh. Dạ, thì em là một người cũng hướng ngoại và em thích giao lưu kết bạn. Một hôm thì em thấy một đề xuất kết bạn rất với một cái avatar, một cô bạn mà có vẻ tốt lên một cái vẻ rất là năng động cá tính và có một phần là hơi láo nữa. Láo là sao em? Láo tự nhiên cái từ cuối kỳ quá. Dạ. Vậy láo là láo là chỗ là, nào là láo cá đó chị, mà nhìn cái hình thôi thấy láo cá rồi hả? Dạ. Nhưng mà có ai nói hai bạn là có gương mặt phu thê chưa? Dạ có nhiều lắm á chị. Hai bạn này mặt giống giống nhau lắm, vậy là bạn cũng láo cá luôn á. Thiệt, thấy giống nhau không? Giống, giống nhau. Rất là giống. Rồi sao nữa? Cũng rất là bất ngờ thì bạn này tích tắc là trả lời kết bạn của mình luôn. Dạ em là người là nói chung thích, cũng thích kết bạn, thích giao tiếp, thêm bạn thì thêm vui thôi. Mà nhìn hình cái bạn này thấy cũng hiền lành. Anh này thích cô này tại cô này láo cá. Mà cô này thích anh này là đây có anh này hiền lành. Ủa sao ngộ vậy? Nó ngược ngược, ngược hút nhau chị. Nam châm nó bị mất. Đó đó là gặp nhau trên mạng. Nói chuyện một thời gian, nhiều khi cô ấy cô bệnh cũng mè nheo cô lên cô chuyện với em. Ủa lúc đó chưa quen mà đúng không? Dạ. Chị mới nhắn tin thôi mà. Chưa gặp mặt. Dạ đúng rồi. Rồi cái lần đầu tiên hai bạn hẹn gặp nhau là ở đâu? Cái khoảnh khắc này thì em rất là nhớ, bởi vì á là dịp 14 tháng 2. Hẹn ngay rồi, hẹn tình nhân đó ha. Dạ, tại vì một thời gian trò chuyện rồi em cũng không có biết được là hiện tại là cô ấy là như thế nào đó, cái nghĩa là độc thân xung quanh hay cô ấy là có vệ tinh hay vệ như thế tinh nào gì? Dạ, chưa vâng. Thì 14 tháng 2 thì em thả tim, em nói chung là nó cũng ế quá rồi. Thôi làm liều luôn hả? Làm liều thôi thì mình nhắn tin, mình nói ê nhỏ đang đâu đó uống cà phê chứ nhỉ. Tự nhiên thấy cái lời mời của bạn này thì mình nghĩ bây giờ ra đường cho nó mát, nên nghĩ vậy cái nhắn tin đồng ý liền. Bạn ấy nói là alo địa điểm này nha, quán cà phê này, thì em cũng đến, em nghĩ là đó là một cái quán cà phê bình thường. Không ngờ là lần đầu tiên mà bạn ấy hẹn mình mà bạn ấy hẹn quán cà phê acoustic. Thì em thấy một cái không gian nó ồn ào quá vậy. Thì lúc đó là em cũng đang phân vân là muốn là từ chối khéo bạn ấy. Thì bạn ấy bất ngờ là bạn ấy gọi điện cho mình. Ủa tới chưa? Chuẩn bị lên hát bài hát nè, chuẩn bị là vào nghe đi. Thôi quyết định là mình tới đây rồi. Là cổ lên hát. Dạ. Rồi có hát không? Dạ em rất là thích hát luôn. Và lúc đó là luôn. Em vô ấn tượng đầu tiên là cổ đang lên hát luôn. Dạ em vừa vào là nói chuyện mấy câu là cổ ấy là bắt đầu là MC mà cổ lên. Dạ ấn tượng của em với cổ là như thế nào? Thấy cổ lúc đó có giống như em tưởng tượng không? Thì em thấy là giống như những cái gì mà suy nghĩ ban đầu của em. Nhưng mà khi mà bạn ấy lên trên sân khấu và trình diễn thì em thấy là một con người cũng có một cái nội lực. Dạ, máu lửa lắm hả? Bữa đó em máu hát lửa gì? Anh. Bữa đó bài hát bài gì? Bữa đó em hát bài Nếu Em Được Chọn Lựa của Lệ Quyên á. Dạ. Bài đó buồn dữ lắm luôn á, bài hát máu lửa hả? Đúng rồi. Ý là tao nói máu lửa đây là cái nội lực bên trong á, hiểu không? Tràn trề sức sống, nhìn nè, nhìn tướng đi là biết tràn trề sức sống rồi. Em thấy ấn tượng ảnh như thế nào? Có giống như em tưởng tượng không? Dạ, lúc đầu á thì em nhìn em thấy cũng hiền lành, nhưng mà cái tóc hớt hơi bị sát chút á, nên em có cảm giác là người này cũng không hẳn là hiền đâu. Nhìn ăn mặc thì cũng có vẻ là từ tay này cũng phong cách. Rồi sau bữa đó là bắt đầu tìm hiểu về nhau đúng không? Dạ. Bao lâu thì chính thức là gọi là yêu nhau? Có lẽ là ngày trước ngày sinh nhật của bạn ấy. Lúc đó em chuẩn bị là sau cái ngày đó là em bắt đầu là em đi công tác, tụi em ngồi nói chuyện với nhau. Thì tụi em nắm tay nói. Thì cái lần nắm tay đầu tiên là cũng bị phản ứng, cũng giật lại. Thì đúng rồi, con gái người ta mà bạn không nói trước, người ta phải phản ứng lại thôi. Hay hơn là bạn chưa bị quất bóp. Ủa vậy là ngày mai là sinh nhật là lúc đó là không có ảnh. Dạ đúng rồi, ảnh là tối đó là xong là mai anh đi công tác đó. Dạ đúng rồi. Vậy là nắm tay đầu tiên thì giật, vậy hai người có nhớ nụ hôn đầu tiên là như thế nào không? Nụ hôn đầu tiên là cũng chính vào trong cái đêm đó. Đêm đó luôn? Dạ, hai đứa gặp nhau một buổi hẹn trên cầu ánh sao. Em thích bạn này quá thì em cũng ngỏ lời là em nói anh cảm thấy gặp em thì em có những cái điều mà anh cần. Anh hy vọng là từ thời điểm này là mình quen nhau đi. Rồi bạn phản ứng làm sao? Tự nhiên ảnh nói mấy câu đó, nhưng mà cái giọng thì rất là ngọt ngào nữa.
Em thì em rất là thích nghe lời ngọt ngào, thích đọc ngôn tình. Nên em nghe cũng thích, với lại những cái lời anh nói, nhất là cái câu mà bây giờ cũng lớn rồi, không có muốn lựa chọn gì nhiều, thì tìm được người nào mà hợp ý mình á, thì quyết định sẽ lâu dài luôn. Thì em rất là kết câu đó. Trước đó là ảnh đã có một cái chuyến đi du lịch với gia đình là cả 10 ngày luôn. Thì trước đi chơi với nhau rất là thường xuyên, nhưng mà sau đó tự nhiên 10 ngày không gặp á, thì em cũng có cảm giác là hơi nhớ nhớ. Cái sự nhớ nhung nó làm cái chất xúc tác. Trời ơi. Từ đó đến bây giờ là yêu nhau được khoảng bao nhiêu lâu rồi? Dạ tính tới đúng bây giờ luôn là cỡ mới 9 tháng. Mới 9 tháng, còn 10 ngày nữa là hết rồi đó. Hai bạn quen nhau trong 9 tháng thì có những cái kỷ niệm vui buồn gì với nhau không? Cái kỷ niệm mình đáng nhớ nhất là cái chuyến đi phượt lần đầu tiên trong đời của em luôn. Đi phượt? Dạ. Đi đâu? Dạ, đi Đà Lạt anh. Cái kế hoạch này nó xảy ra một cách là rất là chóng vánh luôn. 29 tháng 4 thì em rủ bạn ấy ra công viên đi dạo, xong em nói chốt một câu: "Ê, ngày mai đi phượt Đà Lạt không?" Em thì cái máu em là rất là thích đi du lịch, nên em nghe nói là em thích liền. Em quyết định là ok, mai đi. Mặc dù là 30 tháng 4 là phải book phòng trước rất là lâu. Rồi cái nào rồi ra rồi phòng đâu ở? Có phòng không? Lúc mà đến Đà Lạt đúng 12 tiếng đồng hồ. 12 tiếng. Mà chị biết á, cái đoạn đường nó không có êm thấm đâu, mà mình đi á, vừa dầm nắng dầm mưa, dầm nắng rồi, dầm mưa. Rồi mưa gió hai đứa cực rồi. Ơi là cực luôn. Tới nơi là coi như là co ra cúng rúng. Rồi có chỗ ở không? Chỗ ở không? Khách sạn nào cũng treo biển hết phòng. Tụi em cứ đi suốt, cuối cùng là trung tâm thành phố là không được rồi. Nên tụi em chạy ra xa một chút, tự dưng dừng trước cửa cái homestay á. Mừng quá. Trời ơi. Nhưng mà đúng là kinh khủng. Vô trong đó cái phòng nó nhỏ như cái toilet luôn á, mà nó lấy 500 ngàn một đêm. Kỷ niệm vui hay kỷ niệm buồn hay kỷ niệm đáng nhớ? Đáng nhớ. Đáng nhớ chứ chưa biết là vui hay buồn nha. Vui là nước mắt luôn á. Vui là nước mắt luôn. Nhưng mà hai bên đã dẫn bạn trai bạn gái mình về gặp gia đình mình chưa? Dạ có nghĩa là hai bên đã gặp nhau rồi. Ấn tượng của người lớn và các bạn như thế nào? Phản ứng là đồng ý hay là phản đối hay là như thế nào? Trước khi mà bạn ấy dẫn em về á, thì em đã cho bạn ấy gặp phụ huynh rồi, mà gặp phụ huynh trong cái tình huống rất là bất ngờ luôn. Là gặp phụ huynh em trước. Dạ, cái hôm đó là em hẹn bạn ấy ra một buổi đi chơi thôi. Nhưng mà hẹn tới nhà của chị em thì hôm đó là có bố mẹ em ở ngoài quê vào chơi. Thì đúng là một tinh thần của một buổi đi chơi luôn, là bạn ấy ăn vận rất là style luôn. Phong cách mát mẻ. Lúc đó em tưởng tượng như có một cái lỗ nào để em chui vô thì càng tốt á. Tại vì bình thường mình ra mắt người lớn á thì em nghĩ là phải ăn mặc lịch sự, đúng là chuẩn bị này kia. Nhưng mà đằng này tự dưng đang đi về cái ảnh á, dạ con chào ba chào mẹ, đây là bạn con. Thật sự là em đơ luôn. Thì em không muốn tạo cho bạn gái em cái sự bất ngờ, với lại là mình muốn là đặt trong tình huống đó là bạn mình nó xử lý như sao. Dạ, xử lý như thế nào là bộc lộ hết cái khả năng của mình. Em cũng chơi oan nghiệt quá Rồi em xử lý như sao em? Bình thường thì em giao tiếp rất là tốt, nhưng mà lúc đó tự nhiên em cảm thấy như là mình bị cạn từ ngữ vậy đó. Đúng rồi. Cô chú nói gì em cứ dạ con biết rồi. Ngại. Hỏi gì em cứ trả lời nấy. Em cảm giác là lúc đó em rất là tệ. Đồng thời em cũng có mỗi sự vui mừng, tại vì bạn trai mình dắt mình ra mắt ba má thì tất nhiên cô gái nào cũng rất là vui. Hình như có sự tin tưởng các bạn trai mình. Thế rồi còn lúc mà bạn này bị thụ động quá như vậy á, thì khi mà về nhà phụ huynh có nói gì không? À, bạn con á thì bố mẹ thấy được nhã nhặn, nói chuyện lịch sự. Có nghĩa là không có phản đối gì hết. Dạ. Đồng ý. Dạ. Hú hồn. Lần sau đừng chơi mấy cái pha nguy hiểm đó nha em. Rồi thế còn câu chuyện của bạn rồi thì sao? Về tới nhà bạn thì sao? Dạ thì cha em bình thường thì cũng đối với người lạ thì cha rất là ít nói, nhưng mà bữa đó em thấy cha em nói chuyện khá là nhiều, và cha cố gắng cha tạo ra cái sự thân thiết cởi mở để cho bạn khỏi ngại. Thấy vui rồi ha. Vui em thấy rất là vui. Vậy thì gia đình đã đồng ý hết rồi, hai bạn có kế hoạch gì cho tương lai chưa? Dạ thì hai em thì dự tính là tầm khoảng là 2019 là tụi em bắt đầu tiến hành đám cưới. 2019, 2 năm nữa. Có một cái plan cụ thể cho nhau là như vậy rồi. Dạ. 9 tháng đủ biết hết tật xấu của nhau chưa ha? Hai bạn có biết được tật xấu của nhau chưa? Anh này thì tính xấu hơi bị nhiều luôn. Đâu, ví dụ anh kể vài cái nghe thử rồi. Thứ nhất là hiền lành quá. Tại vì hiền lành quá ra đường dễ bị ăn hiếp lắm á. Hiền với em được rồi. Để cho em ăn hiếp thôi đúng không? Rồi cái nữa. Hay quên. Em là người tính rất là hay kỹ càng. Thì ảnh qua nhà em thì em nói là trước rồi. Anh làm ơn á, buông giày từ ở trước cửa rồi hẳn vào dậm chân rồi vào nhà. Nhưng mà cái tật ảnh lúc nào cũng đi vô trong nhà rồi xong để đôi giày ngay góc xong ra dậm chân. Rồi tiếp tục có gì nữa? Dạ hay chế nhạc. Em là người rất là yêu âm nhạc mà chuyên môn dùng cái lời của bài này xong rồi ráp cái lời. Rồi ông này cắm cầm bà kia. Đúng rồi. Mà nó vui không?
chế còn lôi em vô nữa nên không vui lắm. Rồi ngược lại em thấy cổ xấu cái gì? Em thấy cổ không có gì xấu đó, tại vì khi nào mà em góp ý gì đó thì nói chung cổ cũng bẻ lại theo cái ý của cổ, là cũng quy chung quy là tính tốt thôi. À dạ. À, mỗi lần mà tụi em rủ nhau mà đi siêu thị á, nói anh ơi cái này giảm giá này, anh ơi cái này đẹp quá, cái này rẻ quá, cuối cùng là kiểu gì là mỗi lần mà đi siêu thị về cũng là trong giỏ lúc nào cũng là 2-3 cái áo, coi như là mê mua quần áo. Mà cái chuyện nó cũng bình thường, mà đối với phụ nữ cái chuyện mà thích quần áo đẹp là chuyện bình thường. Dạ đúng rồi, em nói phụ nữ rất là có vẻ là nó hơi cuồng, tại vì là trong túi hôm đó là chỉ có khoảng là 200-300 ngàn để mình đi mình mua đồ ăn thôi, cuối cùng là mình mua lỗ. Đúng mình rồi. Mua lỗ là mình mua cái đó gọi là kiệm trong cái chi tiêu, chứ có kế hoạch chi tiêu cụ thể. Rồi sau này dù khi hai bạn lấy nhau nữa, những cái đó là gọi là vung vén trong gia đình. Mà bạn phụ nữ tay hòm chìa khóa mà bạn đi ra chợ bữa nay mua đồ ăn về cho dòng con, mà bạn ra mà mua cá đầm xong con chồng nhịn đói là thấy mệt rồi. Ủa nhưng mà sao mình có kế hoạch tới 2 năm dữ vậy, lý do tại sao xa như vậy? Tụi em là cũng là nhân viên kinh doanh thì tụi em cũng là căn bản cái chuyện là tiền nong cũng như là những cái dự tính, ví dụ như là sau này tụi em đám cưới thì phải có một cái nhà. Đấy, từ từ em tính toán là đất đai như thế nào, coi như là tính lo xa, muốn là có nhà cửa ổn định đất đai rồi lúc đó mới cưới. Dạ, cái buổi hôm nay mà tụi em gặp gỡ trên này thì cũng như là em muốn thể hiện đây là một cái bản giao kèo giữa em với bạn ấy, là cam kết tương lai là tụi em sẽ đến với nhau. Không, nhưng mà bạn đừng có cam kết với chúng tôi, bạn hãy cam kết với lại mẹ của Như kia. Xin chào tất cả những người có mặt trong chương trình hôm nay, chào hai MC. Dạ chào cô. Thì con cảm ơn cô chú đã cho con phép con được gặp gỡ Như và làm quen với Như. Thì con rất mong cô chú là tán thành cái quyết định của hai con. Mình nghe hai đứa con mình nó về nó nói giờ cũng là dặn là con đi, con sơ sơ trước đi ha. Dạ con. Dạ. Đó, rồi giờ mình nghe thì mình cũng nói chung là làm cha mẹ mà mình nghe gì mình cũng mừng. Tuy rằng 2 năm nữa đi nhưng mà con mong là cũng như con về con nói gia đình là bên đây thì cũng đồng ý 2 năm nữa cho hai gia đình gặp gỡ. Dạ, ha, đặng đúng, mình đúng, kéo đúng. Cái tình thân mật để hai bên qua để lại cho hơn. Nó thân mật hơn. Thì con xin phép hứa với cô chú là phải năm 2018 thì tụi con sẽ có một cái cột mốc để cho hai gia đình gặp nhau. Dạ. À, cái đó là cái mong ước lớn nhất của cô. Dạ. Cô cũng cảm ơn chương trình rất là nhiều. Cảm ơn cô ạ. Anh gửi em một bó hoa. Em cảm ơn anh. Thật ra thì từ nãy giờ chị cũng đã nghe hai em chia sẻ những cái chuyện vui buồn của mình. 2 năm nó sẽ có nhiều biến cố xảy ra, nhưng tất cả những cái biến cố đó nó chỉ là góp phần, nó nuôi dưỡng, hung đúc cho cái tình yêu của hai em. Và đã có kế hoạch hẳn hoi rồi thì chúng ta hãy vung tay để mà xây đắp hạnh phúc lứa đôi của mình. Thì chắc chắn cái 2019 nó cũng sẽ rất gần và làm đỡ gánh nặng của những người mẹ. Ha? Dạ. Chúc hai em sẽ hạnh phúc nha. Dạ, chúc hai bạn luôn vững tin với tình yêu của mình nha. Yêu là cưới.